Hỏa hoạn và cháy nổ là rủi ro thường xảy ra đến với ngôi nhà khi mùa nắng nóng đến. Vì vậy, phải làm sao để giảm thiểu thiệt hại tối đa khi có cháy nổ xảy ra? Nếu nhà bạn có cửa cuốn tự động, thì làm thế nào để thoát hiểm an toàn khi có cháy nổ, hỏa hoạn? Khi xảy ra hỏa hoạn, chắc chắn một điều rằng khoảng một thời gian nhất định, nhà bạn sẽ mất điện, đồng nghĩa với việc là cửa cuốn không thể hoạt động được. Vậy để giảm thiểu những thương vong đáng tiếc có thể xảy ra do hỏa hoạn, thì chúng ta có giải pháp gì? Mời bạn theo dõi video này của Quang Đo Việt Nam. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số giải pháp cực kỳ hữu ích và có thể giải quyết được đa phần những thương vong có thể xảy ra khi có hỏa hoạn. Làm cửa phụ bên cạnh cửa cuốn chính. Lắp đặt thêm cửa phụ cũng là một cách khá tuyệt vời trong việc thoát hiểm khi có xảy ra sự cố cháy nổ, giúp chúng ta có thể mở cửa phụ để thoát ra ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng cách này không phải nhà nào cũng có thể làm được vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như kích thước nhà quá nhỏ không thể làm thêm cửa phụ, hay nhà đã thi công lắp cửa cuốn từ trước. Sau đây là cách phổ biến và tiện lợi nhất cho những gia đình sử dụng cửa cuốn điện. Lắp đặt thêm bình lưu điện. Bình lưu điện cho cửa cuốn là một phụ kiện rất quan trọng, cần được lắp đặt thêm cho cửa cuốn. Trong trường hợp mất điện, bạn vẫn có thể mở cửa bình thường nhờ vào lượng điện năng được tích trữ sẵn trong đó. Còn khi xảy ra cháy nổ do chập điện, thì bình lưu điện sẽ là một cứu cánh cho chiếc cửa cuốn. Lắp đặt thêm cảm biến khói. Hiện nay, tất cả các dòng sản phẩm cửa cuốn của Quang Đo đều có khả năng kết nối với thiết bị báo cháy khi có hỏa hoạn. Ở đây là cảm biến khói. Nếu như chúng ta sử dụng thiết bị mở cửa cuốn thông minh tự động trước khi ngọn lửa làm cho mất điện, thì thiết bị báo khói sẽ hoạt động. Ngoài việc phát ra âm thanh cảnh báo, thì báo khói sẽ tự động kích hoạt chế độ mở cửa cuốn để lưu thông không khí và cho chúng ta lối thoát an toàn. Một thiết bị quá tuyệt vời phải không ạ? Mời bạn theo dõi cách hoạt động của thiết bị cảm biến báo khói và tự động mở cửa cuốn để thoát hiểm khi cháy nổ. Rồi nhé, hôm nay em xin giới thiệu cái bộ mà chống cháy không dây bên em dùng cho cửa cuốn nhé. Cái bộ này nó rất là đơn giản, hoàn toàn không có dây, mình có thể lắp đặt bất kể một vị trí nào ở trong nhà, cách hộp điều khiển trong phạm vi 50m là được nhé. Thì cái bộ này bên em có một cái tính năng rất là đặc biệt là khi mà bấm khóa cửa rồi thì có cháy cửa vẫn mở, còn tất cả các sản phẩm trên thị trường ấy thì bắt buộc phải đấu dây, còn nếu mà không dây ấy, thì khi mà mình bấm khóa thì nó sẽ không thể nào mà mở được. Đây em sẽ thử luôn cho mọi người nhé, cực kỳ đơn giản này. Xuống này, khóa cửa này, bấm lên xuống không được nữa này. Đây, khi mà có cháy này, cái này nồng độ khói nó đủ nhiều nhá thì là nó sẽ mở. Đấy, sẽ mở cửa ngay, rất là đơn giản. Như vậy, việc tích hợp được thiết bị hỗ trợ khi có hỏa hoạn sẽ giúp người sử dụng yên tâm hơn khi sử dụng cửa cuốn điện. Với những chia sẻ ở trên thì phần nào các bạn cũng đã hiểu được tiện lợi của các thiết bị thông minh. Chúng không chỉ giúp chúng ta khi gặp hỏa hoạn mà còn giúp chúng ta mở cửa cuốn một cách thông minh hơn và tiện lợi hơn. Nếu bạn cần được hỗ trợ, hãy liên hệ với Quang Đo Việt Nam thông qua hotline 0931 911 368 để được tư vấn lắp đặt thiết bị hỗ trợ chống cháy cho cửa cuốn. Đừng quên đăng ký kênh để được theo dõi nhiều video hữu ích về cửa cuốn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!